Mỹ có bằng chứng Hamas dùng bệnh viện làm căn cứ. Theo CNN, trong ngày 14 tháng 11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington có thông tin tình báo riêng về việc Hamas đang sử dụng bệnh viện Ansifa ở dài Gaza làm căn cứ quân sự. Chúng tôi có bằng chứng xác nhận việc Hamas đang sử dụng bệnh viện lớn nhất ở Gaza làm căn cứ chỉ huy và lưu trữ vũ khí. Đây là một tội ác chiến tranh, ông Kirby nói. Quán chức Nhà Trắng tiết lộ, chính quyền Tổng thống Biden đã hạ cấp độ phân loại với một số thông tin tình báo có thể chia sẻ với truyền thông. Theo đó, Hamas và lực lượng vũ trang Jihad sử dụng một số bệnh viện ở Gaza cho các hoạt động quân sự và giam giữ con tin. Ông Kibi cho rằng tình trạng này khiến cho việc đối phó với Hamas trở nên phức tạp hơn. Ngay sau khi tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra, Hamas lập tức đã phản bác lực lượng này cho rằng những tuyên bố của mỹ nhằm bật đèn xanh cho israel tiếp tục tập kích các bệnh viện nhằm phá hủy hệ thống y tế ở giải gaza